Xin cảm ơn quý vị, đây là phần 2 và đây là một lá thư viết khá dài và của chú Trần Văn Hồng tại Việt Nam, ở tỉnh Bến Tre, và gửi cho nhóm Ngọc Trong Tim. Thành Lễ xin mạng phép gửi đến quý vị những dòng chữ của chú Hồng. Đây là thư viết tay của chú Hồng. Việt Nam, xin nhờ giúp đỡ người tàn tật. Kính gửi anh Thành Lễ, nhóm Ngọc Trong Tim và các mạnh thường quân. Tôi tên Trần Văn Hồng, sinh 1953. Tôi trình bày sự việc như sau. Trước năm 1970, tôi có tham gia vào quân lực Việt Nam Cộng Hòa được 2 năm. Tôi có tham gia một trận chiến ác liệt. Không may cho tôi và đội đã bị thất bại. Tôi đã bị thương và không may đạn xuyên ngang cổ và hông, làm cho tôi bị liệt hai tay hai chân, làm cho tôi nằm một chỗ 40 mấy năm. Ăn uống, sinh hoạt hàng ngày nhờ mẹ tôi giúp đỡ. Nay mẹ tôi đã đến tuổi già, sức yếu nên gia đình tôi rất khó khăn. Nhưng mẹ tôi không làm gì, tiền già nên mẹ tôi thì sanh 1930. Nay nhờ Bồ Tát phù hộ cho tôi gặp được địa chỉ của anh. Tôi kính xin anh và Ngọc Trong Tim với các vị mạnh thường quân ở hải ngoại mở lòng từ bi nhân ái, giúp đỡ dùm cho tôi và gia đình một chút ít tiền để cho tôi có tiền để điều trị bệnh và mua gạo ăn sống qua ngày, vì cuộc sống đáng yêu. Lần nữa tôi kính xin anh chiếu cố và giúp đỡ dùm tôi và gia đình tôi không bao giờ quên ơn này nếu tôi còn sống. Trong khi ở quê nhà, sự trợ đỡ giúp đỡ của anh và nhóm Ngọc Trong Tim và các mạnh thường quân, xin chúc mạnh khỏe và gia đình hạnh phúc và sự bình an. Đến đây tôi xin tạm ngừng bút, mong tin mừng. Hẹn thư sau, kính biếu. Và số phone, địa chỉ của chú Hồng và có một cái giấy chứng minh nhân dân và hình ảnh của chú, chúng tôi sẽ chiếu lên cho quý vị. Hy vọng Ngọc Trong Tim sẽ được sự hỗ trợ của các mạnh thường quân và chúng tôi sẽ chuyển tới, hoặc quý vị có thể gửi đến cho chú Hồng theo địa chỉ ở dưới đây. Một lần nữa xin cảm ơn các mạnh thường quân. Và bây giờ gửi đến quý vị những nhạc phẩm trong mùa lễ Giáng sinh cũng như đón một năm mới sắp đến. Xin chúc quý vị lúc nào cũng vui vẻ, bình an. Và Ngọc Trong Tim, Thành Lễ xin nhận nơi đây lòng tri ân đến với các mạnh thường quân cũng như các tất cả quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Lạy Chúa, con là lính trận ngoài biên, vì xa thành phố xa quá nên quên. Đêm nay ngôi hai trời xuống, ánh sao lung linh muôn màu, con tưởng hòa châu soi tuyến đầu. Lạy Chúa, con là thiếu phụ miền quê, chồng con vì nước nên đã ra đi. Hai ba năm chưa thỏa chí, hết thu qua xuân sang hè, con về tàn đông mới. Đàn sẽ không chung, đêm từng đêm vẫn nghe từng lớp
trai đi, cho ngày mai vẫn đi. Đêm nay người xuống đời, xin đem buồn vui tới những đôi môi lạnh đã lâu không cười. Lạy Chúa, con còn lứa tuổi học Lạy Chúa, con là lính trần ngoài biên, vì xa thành phố xa quá nên quên. Đêm nay ngôi hai trời xuống, ánh sao lung linh muôn màu, còn tưởng hòa châu soi tuyến đầu. Lạy Chúa, con là thiếu phụ miền quê, chồng con vì nước nên đã ra đi. Hai ba năm chưa thỏa chí, hết thu qua xuân sang hè, con về tàn đông mới tìm. Đàn sẽ không chung đêm từng đêm vẫn nghe, từng lớp trai đi cho ngày mai vẫn đi. Đêm nay người xuống đời, xin đem buồn vui tới những đôi môi lạnh đã lâu không cười. Lạy Chúa, con lứa tuổi học sinh, vì cha là lính con thiết tha xin, an vui cho người đầu tiên, trẻ thơ yên tâm sạch đèn, để mẹ hiền con hết. An vui cho người đầu tuyến, trẻ thơ yên tâm sách đèn, để mẹ hiền con hết ưu phiền. An vui cho người đầu tuyến, trẻ thơ yên tâm sách đèn, để mẹ hiền con hết ưu. Xin cảm ơn quý vị, rất cảm ơn quý vị ân nhân cũng như Mạnh Thuận Quân đã giúp đỡ cho chương trình Ngọc Trong Tim. Và chương trình Ngọc Trong Tim là cầu nối cho các Mạnh Thuận Quân đến với các những nơi hoàn cảnh đang khó khăn ở tại quê nhà. Một lần nữa, Thanh Lễ cũng như nhóm Ngọc Trong Tim xin kính chúc quý vị trong mùa Giáng sinh cùng năm mới thật nhiều hồng ân của ân trên và mọi sự bình an. Xin kính chào. Feeling blue, it's the end of a party, and the morning seems so gray, so unlike yesterday. Now it's time for us to say Happy New Year, Happy New Year. May we all have a vision now and then of a world where every neighbor is a friend.